mày thích gì, mày chơi không? Chứ mày 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 gồng lên mày 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 chuyển công đâu? Tới luôn anh em ơi. Mày sorry anh em nhận mày chém ba đầu mày luôn nè, còn solo kỹ năng không? Này nè. Ui, đập cho bụi. Ui. À, mày từ nội tại anh em. Mày hả mày mà mày hả mày tội nghe không? Ok. Mày á, thằng nhóc này. Thằng nhóc này. Ok, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Nào Nào Gaming TV của mình nha. Thì hôm nay nhân cái sự kiện con Alien đấy nó chuẩn bị sắp ra mắt anh em à. Đó thì mình sẽ vị tướng này gọi là đấu sĩ đó, solo cực kỳ gắt luôn nha. Đấy. À, tương lai, một tương lai không xa có thể sẽ trở thành gọi là bá chủ đường xây da anh em à. Đó. Thì liệu anh em có nên mua hay không? Đấy, có đáng giá 18.888k vàng không? Đấy thì hôm nay mình sẽ gọi là chơi chơi cho anh em thử cái sức mạnh đó ở cái map solo nha. Đấy, thử xem nó có đáng để anh em solo mua solo không. Đó thì đầu game mình có gọi là show ba cái pha highlight đấy, giết gọi là ba cái vị tướng khác nhau đấy, thì khá là mạnh anh em à. Đấy, nó đối đầu có thể cân kèo với mọi vị tướng nha. Đấy thì trong trận đấu này mình sẽ gọi là chơi nó với con Sephira gì đó anh em à. Đấy, con quỷ đó, con hút máu đấy, con đó nội là nói chung là cái kỹ năng nó rất là khấm lọ anh em à. Đó. Mày thích. Ui chạy ui rồi ôi, chạy không kịp anh em à. Thích chơi nó gọi là ôm bom tự sát như mấy thằng gọi là mấy thằng IOS anh em à. Đấy, mấy thằng IOS ôm bom tự sát anh em, khá là buồn đó. Ui rồi, nó lên cái phụ trợ ta. Đấy thì trong trận đấu này đang rất là căng kèo nha anh em. Đấy, tỷ số bây giờ là 2-2 đó. Để xem à, mày đó. Đó thì về kỹ năng của con này thì mình cũng đã có làm cái clip chi tiết rồi. Đấy thì anh em có thể gọi là tìm lại và xem nha. Đấy, mày hả mày? Mày ui giời ơi, thôi bạn ơi, em sai rồi. Ôi ui giời, nó bộc phá luôn anh em. Thôi em sai rồi. Thôi em sai. Mày ui giời ơi, em sai. À, nó hết máu rồi anh em à. Nó con CPA nó chuyển dạng, nó chơi nó đánh xa anh em. Đấy, tôi không thể tiếp cận nó được. Thì kiểu con này, con Alien này thì đánh solo kiểu tiếp cận thì khá là ok. Nhưng mà cái kiểu mà cấu rỉa thì khá là khó chịu nha. Nhưng mà đi top thì anh em chủ yếu là gặp những con đánh tiếp cận thôi. Đấy thì con này khá là thích hợp để đi top. Đi top ok, con này đi top là ok nhất nha anh em. Đấy, đi lên xây da đấy. Đó. À, nấp nè. Đấy thì cái để nó mạnh nhất thì anh em sẽ sử dụng cái chiêu cuối trước. Đấy, để nó cuồng quá luôn cái chiêu 1. Đó, khi đó thì lượng đam rất là khủng, nhưng mà mình bây giờ mình chỉ cần cấu máu nó thôi, từ từ. Đấy, từ từ mình sẽ kết liễu nó luôn. Đó. Trời, đợi có cái bộc phá anh em. Chứ còn Sephira nó có cái chiêu gọi là đổi máu ấy, chiêu cuối của nó đổi máu thì khá là khó chịu nha. Từ từ. Mình solo mình giết nó hết máu nó đổi lại cũng vậy à. Đấy, nên không thể dòm nó luôn một combo được. Đấy, mình phải cấu máu nó từ từ. Á, à, mày. Đó, nó đổi máu rồi kìa anh em. Nhưng mà mình hút máu còn siêu cấp vô địch hơn nó nữa. Mày chơi không? Mày từ từ. Ui rồi ôi, từ. Ê cha cha, ok, đã có được cái bộc phá rồi anh em. Ok, lượng vàng cũng khá là cân đấy, căng kèo đấy. Kèo này hơi cân nha. Tại những cái kèo trước gọi là mình solo khá là dễ dàng thôi. Trận đấu này thì gặp con này thì vị tướng cũng rất là mạnh luôn. Đấy, nó là một trong bốn vị tướng sắp được ra mắt đấy anh em à. Nên cái sức mạnh nó rất là ghê. Đó, nên kèo khá là cân. Đó.
Ok, thì đồ con này thì mình sẽ lên chí mạng cho nó nha. Lên full chí mạng anh em mặc. Đấy. Con này thì cần ngọc tóc đánh với chí mạng. Đó, để nó đá liên hoàn cước. Đó. Kiểu anh em nào có xem Kiroto rồi ấy. Đấy, đây là một sự á, mày ngu rồi. Mày ngu rồi, mày ngu rồi. Gồng chiêu cuối lên luôn nè. Mày ngu, mày ngu, mày ngu rồi. Mày ngu rồi, chạy đi đâu? Lùi 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 lùi. Ui giời, đó. Tí nữa thì nó ôm bom tự tử anh em. Đấy. Anh em chú ý khi mà nào mà con nó ra mắt thì anh em nhớ nhớ chú ý cái bom ngoại tử của nó nha. Nó ôm bom như mấy con iOS vậy đấy. Ai chà chà hò quá anh em, sorry anh em nha. Ok, thôi mình sẽ cho nó tiếp tục cơ hội. Đấy, bây giờ là ba điều rồi, tiếp tục phân thắng bại thế nào. Vô. Adu. Vô 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 vô. Vô bạn ơi. Chơi luôn bạn ơi. Khô máu đi bạn ơi. Bước luôn, vô vô nè, vô nè. Đấy, nó bay vô rồi kìa, đã chưa rồi anh em à. Adu. Sao mày thích chị mày vô đây, mày thích gì mày bay vô đây, sao nào vô đây này, vô vô. Ui rồi thôi thôi về hồi máu cái anh em, rồi hồi máu xong rồi lên chơi đó nha. Đấy, ui rồi ôi, nó đập trụ mình tí nữa. Ui rồi ôi, tí nó thì đai rồi. Mày đập trụ ai, mày đập trụ ai, mày từ từ, mày đập trụ ai, mày đập trụ ai, mày đập trụ, mày đập trụ ai, mày đập trụ ai, mày đập trụ ai, mày đập trụ ai. Ui nó chạy rồi anh em mà. À mày vô đây, mày vô đây, mày thích gì mày vô đây. Cái trụ mình nó sắp banh rồi anh em ơi. Ai chà chà, lính nó lên nhanh thế. Cái map này nó hơi không cân bằng một tí anh em. Đấy, kiểu lính lên quá trời nhanh luôn. À thôi 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 bạn ơi, thôi bạn ơi. À sai lầm của tuổi trẻ, sai lầm của tuổi trẻ, sai lầm của tuổi trẻ, sai lầm, sai lầm của tuổi trẻ. Úi rồi ôi ôi, thôi thôi bạn lính ơi, thôi nào đánh nó lính. Ui ui rồi ôi ôi ôi, thôi 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 nào. Ok, tỷ số bây giờ là 4-0 rồi anh em à. Rồi thì sau một pha gọi là chuẩn bị cơm bắt cuối nha, đây một pha solo mạng cuối để thử xem ai sẽ win, ai sẽ giành tỷ số gọi là chung cuộc. Đấy, tỷ số 5 mạng, 5 5 5 mạng nha. Đấy, ai sẽ giành tỷ số chung cuộc, nãy giờ khá là cân bằng luôn. Rồi mày vô đây, mày vô đây. Gầm chiêu cuối lên. Cường quá đã, đá vô đầu mày nè, nè. Mày hả mày láo là láo tét nè, nè nè, đó. Ok, lên luôn. Giờ không có ngán bố con nào anh em à. Đấy. Từ từ đợi nó ra nha. Thế nào mà không chui vào lùm nè, chui vô lùm nè, chui vô lùm nè, nè nè. Đấy mình đứng trong lùm nó không có sai anh em à. À. Vô, vô, thích chi chơi ông đá mày luôn nè. Mày hả mày, mày hả mày, 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 láo, 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 láo nè, nè, nè. Ok, lùm cái mạng nó liền anh em à. Lên luôn cái giáp cuồng nộ anh em. Đó. Rồi rồi lên phá trụ thôi anh em. Không, ok thì tôi sẽ gọi là cho nó một mạng nha. Đấy, một mạng danh dự luôn. Cho nó thêm một mạng nữa thì để xem play con này nó còn mạnh không anh em theo dõi nha. Ok thì anh em xem đến đây thì nhớ thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like nha. Ai chưa đăng ký kênh có thể ủng hộ mình để đá đá banh đầu đó. Đấy mày 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 hả mày. Ui giời né nè. Thôi thôi xong rồi. Mình đã cho bạn cơ hội mà bạn tự hủy thì ôm bom thì thôi. Ok bye bye nha. Rồi thôi, trận đấu mình có đây cũng đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để xem những clip mới nhất nha. Ok bye bye.